Hạ Long Hotel là khách sạn tiêu chuẩn 3 sao nằm ngay giữa phường Bãi Cháy, trung tâm du lịch của thành phố Hạ Long. Vincent cung cấp dịch vụ phòng nghỉ sang trọng với tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra di sản thế giới UNESCO Vịnh Hạ Long. Từ khách sạn, du khách có thể dễ dàng đến tham quan các địa danh nổi tiếng trong quần thể du lịch của Vịnh Hạ Long như công viên vui chơi San Gua, bãi tắm Bãi Cháy, khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu, khu du lịch sinh quyển quần đảo Cát Bà, khu trung tâm thương mại thành phố, núi Bài Thơ, các địa điểm vui chơi giải trí, nhà hàng và câu lạc bộ giải trí về đêm. Hoạt động với công suất 38 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế và được trang bị hệ thống nóng lạnh, truyền hình cáp, điều hòa nhiệt độ, bồn tắm, điện thoại trực tiếp, tủ lạnh. Các phòng khách được phân thành nhiều loại phòng, tạo thuận lợi cho quý khách để lựa chọn các loại phòng thích hợp. Hệ thống phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, mang lại vẻ sang trọng, ấm áp cho quý khách khi dừng chân tại khách sạn. Trên tầng 7 của khách sạn Hạ Long Vincent là nhà hàng phục vụ các món ăn Âu, Á và đặc biệt các món hải sản biển Hạ Long do đầu bếp yêu nghề, chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm chế biến. Tại đây bạn sẽ được thưởng thức ẩm thực độc đáo cùng các món ăn địa phương đích thực trong không gian thanh lịch với hướng nhìn ra vịnh Hạ Long xinh đẹp hoặc tận hưởng dịch vụ ăn uống tận phòng 24 giờ của khách sạn. Đặt phòng tại khách sạn Vincent Hạ Long Hotel, chúng tôi sẽ đưa quý khách đến với những hành trình khám phá thú vị và một kỳ nghỉ đáng nhớ. Quý khách chắc chắn sẽ hài lòng với dịch vụ hoàn hảo, được phục vụ với sự yêu mến và hiếu khách từ tấm lòng của mỗi nhân viên khách sạn. Vincent Hạ Long Hotel, khách sạn tuyệt vời bên bờ di sản.